quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Lộ bằng chứng Phạm Hương sang Mỹ lấy chồng Việt kiều, bí mật sinh con. Những ngày gần đây, thông tin Hoa hậu Phạm Hương sang Mỹ để bí mật lấy chồng và sinh con đang gây xôn xao dư luận. Dù hết lời phủ nhận, song cộng đồng mạng vẫn nỗ lực tìm ra những điểm bất thường. Cùng với tin đồn gần đây, chiếc nhẫn kim cương được đeo ở ngón áp út trên tay Phạm Hương mới bị phát hiện, càng dấy lên những nghi án về chuyện Hoa hậu đã bí mật kết hôn với đại gia Việt kiều. Cụ thể, hồi đầu tháng 9, đại diện Phạm Hương đưa ra thông tin Hoa hậu đã lên đường sang Mỹ từ đầu tháng 8 để chữa bệnh về tuyến giáp và học điện ảnh. Thông báo này được phát đi đúng thời điểm tin đồn Phạm Hương sang Mỹ kết hôn với đại gia đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đáng nói là chỉ một ngày sau thông báo nói trên, Phạm Hương đăng tải lên Instagram bức ảnh kỷ niệm sinh nhật 27 tuổi. Cô xuất hiện một mình trong khuôn hình, mặc sơ mi trắng, ngồi trước chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu giản dị và đang chắp tay cầu nguyện. Chiếc nhẫn kim cương khá to hiện ra rõ nét trên ngón tay áp út bàn tay trái hoa hậu, nhưng đã không nhiều người chú ý đến. Ít ngày sau, vào hôm 9 tháng 9, Phạm Hương tiếp tục khoe bức ảnh chụp cùng mẹ với lời tâm sự, cảm giác bình yên hạnh phúc nhất khi được ở bên mẹ. Một lần nữa, chiếc nhẫn kim cương lại lộ ra ở ngón áp út. Hồi tháng 9, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố tạm dừng công việc tại showbiz và sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay Hoa hậu sang Mỹ với mục đích an thai chuẩn bị sinh em bé. Những ngày gần đây, cô lại liên tục để lộ những hình ảnh cho thấy vòng hai của mình tơ bất thường, khiến dân mạng càng tin là cô đang có bầu. Trong khi đó, thì theo những thông báo mới nhất được gửi tới từ giới truyền thông, vào hôm qua ngày 11 tháng 10, Phạm Hương không khẳng định cũng không phủ nhận bất cứ nội dung nào liên quan đến những lời đồn thổi về cô. Theo nguồn tin trước đó, bạn trai tin đồn của Phạm Hương có tên là Bobby Phước Trần. Vị doanh nhân này đã trải qua một đời vợ và có hai cậu con trai. Hiện Bobby Phước Trần là ông bố đơn thân có trách nhiệm nuôi con. Bobby Phước Trần được cho là đại gia thứ thiệt khi đang là CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa và xe hơi từ Mỹ sang châu Á, các dự án bất động sản khu nghỉ dưỡng trên thế giới, kim luôn đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Nguồn tin tiết lộ thêm công ty của bạn trai tin đồn Phạm Hương có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ và các chi nhánh khác ở châu Á với các văn phòng đại diện ở Hồng Kông và Việt Nam. Trước khi có tin đồn với Phạm Hương, đại gia 46 tuổi được cho là có khá nhiều mối quan hệ trong showbiz và từng qua lại với không ít bóng hồng. Tuy nhiên, danh tính của các mỹ nữ không được hé lộ cụ thể. Cho tới thời điểm hiện tại, Hoa hậu gốc Hải Phòng vẫn giữ im lặng giữa tin đồn hẹn hò đại gia có tiếng cũng như những câu chuyện đang lan truyền xung quanh mình. Hoa hậu Phạm Hương bật khóc trải lòng cái giá phải trả cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Đôi lúc chúng ta quên mất phía sau chúng ta còn có gia đình nữa. Đó là điều mà tôi đôi lần cảm thấy đắng cay. Hoa hậu Phạm Hương bật khóc khi trải lòng về những điều đằng sau sự vinh quang và kiêu hãnh của chiếc vương miện Hoa hậu. Quý vị và các bạn thân mến, từ khi đăng quang ngôi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam, xung quanh Phạm Hương là ánh hào quang, sự tỏa sáng và đón nhận nồng nhiệt của khán giả trong nước lẫn quốc tế. Cô luôn xuất hiện trong hình ảnh một Hoa hậu rạng rỡ và mạnh mẽ. Tuy nhiên, lần đầu tiên Phạm Hương bật khóc khi nói về cái giá phải trả cho chiếc vương miện Hoa hậu. Thời gian vừa qua, Phạm Hương đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Thời điểm hiện tại, thật sự hơi khó khăn với cô Hoa hậu này. Tuy nhiên, cô đã luôn luôn cố gắng. Được biết, cô tập luyện để lấy lại sức khỏe và tiếp tục với nhiều hoạt động từ đây cho đến đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Con đường đi đến thành công của Phạm Hương có lẽ khó khăn hơn so với nhiều người, bởi vì trong quá khứ, cô từng gặp rất nhiều thất bại. Nhưng cô hiểu được rằng, mỗi giai đoạn cô cần thay đổi bản thân như thế nào, và sau mỗi thất bại ấy, Phạm Hương lại rút ra được bài học kinh nghiệm gì. Vì khi công chúng nhìn thấy một người đã định hình phong cách, họ sẽ đòi hỏi ở mình nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng nhờ vào đó mà tôi có thể chứng minh cho công chúng thấy được rằng, dù gặp hoàn cảnh nào, mình cũng có thể thích nghi và làm tốt, Hoa hậu chia sẻ. Nói về hành trình 2 năm vừa qua, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ, 2 năm trôi rất nhanh, cô không nghĩ rằng thời gian lại có thể trôi nhanh như vậy. Người đẹp không biết được mình đã làm được bao nhiêu việc, đến được bao nhiêu nơi. Và 2 năm vừa qua, Phạm Hương chưa bao giờ cảm thấy thời gian là vô nghĩa. Ngược lại, cô luôn trân trọng những giây phút mà bản thân đã trải qua. Tôi luôn chăm chỉ và cố gắng, và kể cả không biết hôm ấy là ngày thứ bảy hay chủ nhật. Đã khá lâu rồi, tôi chưa có được một ngày nghỉ như những người khác. Điều ấy cũng thể hiện rằng
Khi bạn làm hoa hậu thì bạn phải chấp nhận mình cố gắng hơn người khác rất nhiều, Phạm Hương cho hay. Đặc biệt Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cho biết, điều mà cô cảm thấy nuối tiếc nhất là khi trở thành người của công chúng là thời gian dành cho gia đình không được nhiều, cho chính bản thân mình cũng vậy. Sẽ có những khó khăn, hạnh phúc, nhưng sẽ có rất nhiều những đắng cay theo sau. Khi đăng quang, bạn sẽ không còn tâm trí để nghĩ đến bất cứ điều gì. Bạn chỉ biết rằng bạn phải làm việc và làm việc rất nhiều. Bạn phải cố gắng và nỗ lực mà bạn sẽ không nghĩ rằng cái giá của vương miện sẽ mang lại cho bạn những thứ gì và bạn sẽ nhận được những điều gì, cô bộc bạch. Phạm Hương không nén được xúc động khi nhắc đến việc mình đã dành thời gian nhiều cho công việc khi đăng quang nên không có thời gian bên cạnh gia đình. Cô tâm sự, sau khi đăng quang, công chúng sẽ quan tâm rất nhiều đến mình. Bà sẽ cảm thấy rằng mình không được giống như những người bình thường khác. Mình sẽ sống trong một giới hạn nhất định của chính bản thân mình. Bên cạnh đó, vì chúng ta không có thời gian cho gia đình mà phải dành toàn tâm toàn ý cho công việc. Đôi lúc chúng ta quên mất phía sau chúng ta còn có gia đình nữa. Đó là điều mà đôi lần tôi cảm thấy đắng cay. Hoa hậu Phạm Hương nghẹn ngào. Với Phạm Hương, việc xây dựng và giữ gìn hình ảnh đẹp về một hoa hậu đối với khán giả là việc rất quan trọng. Đồng nghĩa nó sẽ rất rất khó, nhưng cô không có thời gian để nghỉ mà phải làm việc liên tục liên tục. Hoa hậu Phạm Hương tiết lộ nếu lấy chồng sẽ rời bỏ showbiz. Quý vị thính giả thân mến, mới đây tại buổi gặp gỡ truyền thông cùng Miss Universe 2008 Diana, trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017, Phạm Hương có những câu trả lời khá thẳng thắn khi được truyền thông đặt câu hỏi. Cụ thể, khi được phóng viên đặt câu hỏi sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu, người đẹp gốc Hải Phòng có muốn thay đổi mình, nổi loạn hơn hay không? Cựu huấn luyện viên The Face Việt Nam hài hước chia sẻ, thật ra trong nhiệm kỳ Phạm Hương cũng nổi loạn đấy chứ, mình gần như là một trong những Hoa hậu cá tính nhất thời điểm hiện tại rồi. Đấy cũng là một trong những dấu ấn của riêng mình đối với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, Phạm Hương tâm sự đến với showbiz, đối với cô đó cũng là cái duyên, là khoảng thời gian đẹp của tuổi trẻ. Nếu tìm được một đam mê khác thì chân dài sinh năm 1991 sẽ đẻ sang và hết mình với nó. Tại đây, huấn luyện viên Trần Lúc Việt Nam hài hước thú nhận bản thân vẫn chưa nghĩ đến việc lấy chồng. Khi nào duyên tới, cô sẵn sàng đón nhận và chắc chắn sẽ chia sẻ tin vui đó với mọi người. Đặc biệt, khi được hỏi nếu lấy chồng, Phạm Hương có bỏ cuộc chơi, cô cũng thẳng thắn tâm sự. Thật ra showbiz không phải là con đường mà Phạm Hương muốn hướng tới, nhưng mình rất trân trọng khoảng thời gian đó, nếu lấy chồng, cũng có thể mình sẽ bỏ showbiz. Trước đó, Hoa hậu Hoàng Vũ 2008 cũng chia sẻ chân dài 26 tuổi là một người đẹp, nên cô ấy không cần phải chứng minh điều gì ở bất cứ cuộc thi quốc tế nào nữa. Việt Nam phải tự hào khi có một hoa hậu như Phạm Hương. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 với chủ đề Người kế vị tương lai được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 1/2018 tại sân khấu Grow Center Diamond Bay City, Nha Trang. Hoa hậu Phạm Hương nói, sau năm 32 tuổi tôi không lấy chồng thì tôi ở vậy. Quý vị thính giả thân mến, đầu năm, Hoa hậu Phạm Hương vừa có những chia sẻ với báo giới về cuộc sống riêng khi vừa bước sang tuổi mới. Đăng quang năm 24 tuổi, người đẹp cho rằng cô không còn quá non trẻ như những đàn em khác. Ngược lại, cô là người tự lập, đã trải qua nhiều khó khăn nên luôn ý thức được giá trị cuộc sống và những gì mình đang có. Phạm Hương chia sẻ, tôi thấy mình hạnh phúc tột cùng khi nhận được quá nhiều hào quang ngay tôi đăng quang hoa hậu. Không ai nghĩ một cô 24 tuổi lại đăng quang. Từ trước đến nay mọi người chọn độ tuổi để tìm hoa hậu, chứ không chọn một người lớn tuổi như tôi. Sau một đêm tôi trở thành một con người hoàn toàn khác cuộc sống hiện tại. Mất mát tột cùng khi cha tôi ra đi quá sớm. Từ trước tôi đã ý thức về điều này, nhưng tôi không lường được là bố tôi ra đi nhanh như vậy. Sự ra đi của bố khiến tôi nhận ra được nhiều thứ. Đến giờ không có điều gì quan trọng bằng gia đình tôi. Nói đến vấn đề vẫn còn độc thân, không hề có tin đồn tình ái dù xinh đẹp tài giỏi, Phạm Hương cho biết, tôi phải nói thật, đời tư của tôi dành trọn vẹn cho công việc. Tôi cắm đầu vào đi làm, không nghĩ bất cứ điều gì. Có hôm tôi về nhà, mẹ hỏi sao không tìm ai mà yêu đi. Tôi bảo sao năm 32 tuổi, nếu không lấy chồng thì còn ở vậy. Tôi là người tự lập nên tôi không muốn bị chi phối bởi tình cảm. Nếu có người yêu tôi sẵn sàng chia sẻ chứ không giấu. Vì đó là cuộc sống của cá nhân tôi có quyền được hưởng hạnh phúc, chẳng việc gì phải sống trong bóng tối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé.
quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.